Vâng, cửa hàng Doãn Hưng Audio xin kính chào tất cả các bác anh em. Trước mắt các bác này bên em đang còn vài ba cặp loa MUF Bass 25. Model của dòng này là KD10. Đây là một dòng loa hàng bãi xịn mang thương hiệu của Đức. Lô này thì hôm trước bên em về với số lượng là gần chục đôi. Qua nay thì cũng đã túc tắc lên đường một số đôi rồi. Và ngày hôm qua thì cũng có một khách hàng. Khách này thì có tên là Tống Duy Quý này, có số điện thoại là 4423 cuối. Khách này thì cũng ở Nam Định rồi và đến tận nhà này, đến trực tiếp. Lúc đầu thì đồng chí này thì có dự định là xuống lấy một cặp loa MUF rồi. Và đồng chí này thì trước kia cũng đã chơi loa MUF Bass 25 này rồi. Cũng chơi đúng cái mã KD10 này. Bây giờ thì cũng chỉ sưu tầm đúng cái mã này. Vì cái cặp loa của nhà khách thì đã nhường lại cho người khác. Và sau khi xuống nghe lại cái dòng loa này và cảm thấy quá ok thì đồng chí này đã quyết định là chơi hai cặp. Đấy, và kèm thêm con đẩy 4 kênh. Đấy, tổng 3 sản phẩm mới có 15,4 triệu. Đấy, ở đây thì đẩy 4 kênh GLD này mới có giá hơn 5 triệu các bạn. Đấy, do khách này thì là lấy nhiều món, lấy 3 món thì Doãn Hưng đã giảm mỗi sản phẩm một chút ấy, gọi là với lại do khách đến nhà thì bên em sẽ gọi là giảm chi phí cái vật liệu, cái công đóng hàng đi. Đấy. Và với cái chất âm của MUF thì không riêng gì Doãn Hưng giới thiệu cũng như là ca ngợi, mà trên thị trường đã có rất nhiều các anh em bán về cái hãng MUF này. MUF thì nó cũng có rất nhiều các model khác nhau từ 25 đến 30. Đấy. Cái hãng MUF này thì Doãn Hưng đánh giá cao ở phần chất bát các nha. Mặc dù bát 25 thôi nhưng mà tiếng nó ra có thể nói là rất là chắc tiếng, gọn và đầm các nha, dày tiếng. Tiếng chép thì mịn tơi. Mà tóm lại là cái dòng MUF này thì anh em kể cả nghe nhạc hay hát karaoke tiếng của nó rất là tuyệt vời. Cái này thì không riêng gì một mình Doãn Hưng quảng cáo. Đấy, các bác chỉ cần gõ vào YouTube là MUF KD10. Đấy, có thể nói là quá nhiều các kênh người ta đã bán cái dòng này. Và cái dòng này thì nó cũng khá là phổ thông. Đấy, với cái hãng MUF này thì nó cũng là trong cái top đầu của thị trường các bạn. Ví dụ được sánh ngang với lại những cái dòng B3 hay là CF. Đấy, chính vì thế mà MUF này cũng chưa bao giờ hết hot rồi. Trước kia Doãn Hưng cũng đã bán một số lô rồi và lần nào thì cũng được rất nhiều các bác anh em quan tâm. Cái lô lần này bên em về thì độ mới khá là cao nhé. Các bác nhìn độ mới cực cao. Đấy, loa MUF thì họ thiết kế bát 25 này thì thùng vách của nó cũng vừa phải thôi, không có gì là to. Nhưng mà nó rất là nặng các bạn. Họ thiết kế nó thùng vách có vẻ nó vừa đẹp, vừa góc cạnh và vừa chất lượng. Công suất của dòng này thì là 250W. Với cái dòng loa mà bát 25 mà 250W đầu vào là cũng ok rồi đúng không ạ? Công suất làm việc trung bình 500W và đặc biệt là công suất mắc lên tới 1000W, trở kháng 8 ohm, dài tần 60Hz đến 20kHz các bác nhá. Thông số khá là ấn tượng. Này thì nó đẹp từ ngoài vào trong các bác nhé. Thùng vách nó lại thiết kế kiểu vát đuôi kiểu này, tay sách ở phía trên. Đấy, dòng này họ thiết kế nó chất lượng từ tem mát cho đến e căng. E căng thì đều được bọc mút chắn bụi này. Đấy, tem của nó rất chất lượng các bạn. Tất cả các mã MUF thì gần như nó đều sử dụng cái nó dòng tem đấy. Đấy, mặt trước chiếc bát này họ thiết kế là gân hai sóng này. Đấy, gân lụa tẩm dầu các nha. Đấy, dầu dưỡng gân này còn ướt nguyên này, tức là độ mới rất là cao, độ đẹp ấy lên tới khoảng 90% các bạn, đẹp như mới. Màng bóng chống nước này. Đấy, bóng chống nước vẫn có độ dính một chút đấy, có độ keo dính một chút các bạn. Chúng ta trông này. Ở đây chúng ta thấy được là độ nét rất là cao đúng không ạ? Cái phễu cháp thì cũng rất dày, cực dày các bạn nhé. Lỗ thông hơi đằng trước này. Đấy, thùng gỗ ván ép. Đấy, mọi thứ này quá nét. Đấy, ở phía trong này, phần tần của nó thì
cũng khá là hoành tráng đấy, đều là những cái dòng linh kiện hàng nhập hàng chất đấy. Bông tiêu âm theo kiểu là thủy tinh các bác nhé, bông tiêu âm thủy tinh được bọc vải này. Đấy. Cái này thì ốc của nó này chôn ren ở phần bát, còn phần chép thì nó sẽ bắt ốc ren trực tiếp các bác nhé. Đấy, ren trực tiếp vào thùng, ốc tạo ren này. Đây, phía trong củ bát ấy, từ của dòng này thì nó không quá là khủng đâu, chỉ tầm từ 15 16 thôi các bạn. Đấy, côn nhện rất đẹp. Kèo bóng nhoáng luôn. Đấy, trên màng có mã số. Đấy, mọi thứ chuẩn chỉnh các bạn nha, độ mới cao, xương gang đúc này. Cái bát nhìn vậy nó mà cầm rất là nặng. Cơ bản là cái chất từ của nó tốt các bạn. Keo dâu này, rất đặc trưng đúng không ạ? Màu gọi là màu tím tím. Đấy. Củ chép cũng khá to đúng không ạ? Đấy, cái củ chép này thì nó nằm cả những cái dòng loa bát 30 thì các bạn, bát 25 30 nó sử dụng củ chép như này. Đấy, cái dạng chép của hãng giống như kiểu BNC đấy. Đấy, tem mác đầy đủ. Có cả ngày tháng năm sản xuất này. Mùng 10 tháng 11 năm 2013 là phải. Đến mở web thì chúng ta này tem mác lúc nào cũng rất là đầy đủ nha. Ở trên của bát của chép đều có tem. Đấy, thông số ghi rõ ràng. Quả nào cũng đẹp các bác nha. Ừ. Cái này thì hôm trước bên em bán là giá chỉ có 5 triệu 3 thôi. Đấy, 5 triệu 3 giá tại cửa hàng một cặp. Đấy. Cái này thì cũng có nhiều kênh người ta bán giá không hề rẻ đâu các nhá, không dưới 6 triệu đâu. Các bác đến với kênh Doãn Hưng lúc nào cũng có giá tốt. Khẳng định với anh em là như vậy. Và bên em thì chuyên nhập hàng chọn hàng tuyển. Rồi, trước khi livestream thì Doãn Hưng cũng đã gài tín hiệu và để nghe này. Bây giờ mời các bác nghe qua rồi nhá. Em chỉ giới thiệu qua về phần chất âm rồi, cái này thì em cũng đã giới thiệu kỹ trong livestream cũng như là clip rồi. Quan tâm kỹ hơn thì anh em vào Zalo gặp em. Bên em cũng đã có clip giới thiệu rồi. Đấy, địa chỉ của Doãn Hưng là Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định. Bên em giao hàng toàn quốc. Đấy, các bác ở gần có thể đến tận nơi để sưu tầm cho mình mặt hàng ưng ý và chất lượng. Đấy, các bác có thể nhắn tin Zalo để bên em tư vấn gửi hình ảnh. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh nhé, để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bác anh em ở clip khác.